Thôi cô xỉn mặt cô xấu đó con ơi. Bình thường còn dễ thương, nhậu xong nhìn xấu quá. Nhậu xong mặt lên, mặt sừng sừng lên xấu quá. Vậy hả? Con ngủ cô nhậu rồi ha. Nhậu xong mà con đi mất tiêu. Ở đây một mình cô xỉn luôn rồi nè. Cô xỉn luôn rồi nè, cho con biết. Trời ơi đẹp hả? Hình như dì Linh nhậu không có đỏ đúng không? Cô nhậu bị đỏ. Cô thấy dì Linh nhậu không có đỏ. Cái ly này mà chút mà làm bể chắc hư thôi. Đưa đây. Đem dẹp đi. Cho cục đá, đập cho cục đá uống coi. Hả? Rồi, tôi đốt trước cho mày uống. Rồi, mày để lơ vơ chất bẫy đi uống hậu. Xỉn rồi đó mọi người. Gòn mắt đỏ kè luôn. Công nhận cô nhậu xỉn mặt cô ngu dễ sợ con ơi. Vậy hả? Kỳ vậy. Uống nước lọc ói hả? Cái gì ghê vậy? Cô nãy giờ cô uống quá trời luôn, là nước lọc với nước đá. Cái gì? Ói hả? Người ta nói uống nước lọc ói kìa, bà cho tôi uống đi. Một lát tôi ói rồi tôi bỏ luôn cho bà. Mày ói cái đẹp, mày nói tao sao? Sao nói lại chứ? Người ta nói uống nước lọc bị ói. Nó có, ta nói gì vậy? Có nước lọc ói gì? Uống nửa lít, uống gần nửa lít rồi con. Nước tốt có gì đâu, nước lọc cũng được. Một lát tôi ói cho bà hốt nè. Tôi ói cho ói cho mình bà nè, cho bà biết nè. Thôi, sợ lắm. Giờ mộng. Giờ mưa. Nè, thôi không uống nữa. Bà cô Tư nè, bà đứng kế bên, bà cầm ca nước, bà chế cho cô uống tới tới nè. Lá một ổ cho bà hôn. Thôi. Nước này có gì đâu ối. Uống rượu nước vô bị ối á. Nhiều khi tôi uống rượu nước vô, uống rượu vô đập rồi. Thấy kết quả đó chứ đừng nó ối. Kết quả gì? Uống nước vô nó bị ối á, người ta nói kìa. Mà cho tôi uống nó vô mấy ly rồi. Mấy ly à? Dạ. Nước gì quá trời. Đang nói chuyện với bà cô Tư, bà cô Tư. Đang nói chuyện với bà cô Tư, bà cô Tư. Mặt đỏ cái mặt ha. Đó. Đỏ nè, hồng hồng hồng. Thấy chưa? Đây nè. Hai bên á. Rồi, bên này cái đó đâu yêu đây kìa. Bốc, ở đây kìa. Đỏ hồng hồng. Bên đỏ hồng hồng. Xỉn rồi. Hả? Xỉn rồi. Trời ơi mấy con chó nó đói bụng kìa. Bây giờ không có gì cho nó. Ê mà giờ mình lấy khô mình chọn quên cho. Cô để chú một con. Thôi bà ăn một con thôi. Còn nhiêu để cho tụi nó ăn chứ. Bà gì cũng gành hết hả? Bà ở đâu mà khôn quá vậy? Kìa. Coi đứa nào khóc kìa. Hả? Coi đứa nào khóc trước kìa. Gấu hay gì đó. Đi ra, đi. Đi. Chào. Chào. Chào Lê Phan. Dạ. Mới ăn cơm tắm xong hả con? Cảm ơn con đã xem like. Sao? Sao giống con? Nhậu vô đỏ mặt hả? Xỉn rồi con ơi.